Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua xảy ra nhiều vụ cháy tại những chung cư cao tầng ở một số địa phương trong cả nước gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Thế nhưng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, hiện vẫn có những chung cư chưa thực sự coi trọng vấn đề này. Không bể chứa nước, không có họng nước chờ, không hệ thống cảnh báo và các hộp đựng bình chữa cháy thì vẫn trống không như thế này. Nhưng đã bàn giao cho cư dân mua nhà dọn đến ở. Đây là tình trạng đang diễn ra tại khu nhà ở xã hội Phúc Hưng 2 trên địa bàn phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Thương mại khu nhà ở Phúc Hưng phối nối đầu tư. Vấn đề này đã và đang khiến cho hơn 1.000 cư dân ở 4 tòa nhà cao tầng này luôn phải sống trong bất an, lo lắng trong suốt hơn 2 năm qua. Hồi đến đây là đều như thế hết, chưa lắp cái gì. Bao thời gian? Hơn 2 năm rồi. Sợ lo chứ, nhưng mà người ta không làm cho thì làm nào, dân sợ. Hệ thống như thế này thì không an toàn lắm. Nếu có hỏa hoạn gì xảy ra thì không có cái gì để mà chữa cháy bác ạ. Còn với những tòa nhà giai đoạn 1 của dự án này được giao cho cư dân từ năm 2016 thì hệ thống phòng cháy chữa cháy được trang bị đầy đủ hơn. Tuy nhiên, hiện cũng chỉ để trang trí mà thôi, bởi không có người vận hành, chủ đầu tư cũng không bàn giao. Cư dân người ta điện rất nhiều lần chủ đầu tư vào đây để họp bàn giao lại, và có những cái gì cũng mắc để cư dân người ta để yêu cầu giải quyết, nhưng chủ tư không đến. Chỉ mong là ra là ban quản lý hoặc ban quản trị tổ chức được một cái lớp học gì đó chẳng hay thế để mình phổ biến được cho dân ở đây để người ta nắm được vận hành các cái máy móc mà đã trang bị ở đây hiện có. Chủ đầu tư của chung cư này đã bị cơ quan chức năng xử phạt 80 triệu đồng và yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, trước mắt tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh tại các khu nhà này. Còn với 3 tòa nhà ở dành cho người thu nhập thấp ở thành phố Hương Yên do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng nhà ở Hương Yên quản lý, toàn bộ 400 căn hộ, các hành lang đều đã được lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động. Tuy vậy, tất cả chỉ để trang trí.